Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 6, phẩm Như Lai Hiện Tướng. Bây giờ mười phương thế giới hải, tất cả chúng hội được quang minh của Đức Phật khai ngộ rồi. Thầy đều cùng nhau đến chỗ Tỳ Lô Giá Na Như Lai để gần gũi cúng dường. Lúc đó trong mười phương thế giới hải, mỗi một thế giới đều có Phật ngồi đạo tràng, có đại chúng hải hội. Các ngài đều được quang minh của Đức Phật Thích Ca từ trong răng phóng ra, trong quang minh đó vì các ngài mà nói pháp, khiến cho các ngài khai ngộ rồi, thảy đều cùng nhau đến dưới cội Bồ Đề ở cõi Ta Bà, chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hiện pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, để gần gũi và cúng dường Phật. Về phía đông của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, lại có thế giới hải tên là Thanh Tịnh Quang Liên Hoa Trang Nghiêm. Trong thế giới đó có cõi nước tên là Mani Anh Lạc Kim Cang Tạng. Đức Phật hiệu là Pháp Thủy Giác Hư Không Vô Biên Vương. Trong biển đại chúng của Đức Như Lai đó, có Đại Bồ Tát tên là Quán Sát Thắng Pháp Liên Hoa Tràng. Với các Bồ Tát, nhiều như hạt bụi biển thế giới cùng nhau đến chỗ Đức Phật, ai nấy đều hiện mười thứ thân Bồ Tát tướng mây đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Ở hướng đông của thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có một thế giới hải tên là Thanh Tịnh Quang Liên Hoa Trang Nghiêm. Ở trong thế giới phương đông đó, thế giới cũng có hạt giống mới có thể sinh ra một thế giới khác. Lại có một cõi nước tên là Mani Anh Lạc Kim Cang Tạng. Ở trong cõi nước đó có một vị Phật hiệu là Pháp Thủy Giác Hư Không Vô Biên Vương. Trong đại chúng hải hội của vị Phật đó, có vị Đại Bồ Tát tên là Quán Sát Thắng Pháp Liên Hoa Tràng. Ngài và vô số Bồ Tát, nhiều như hạt bụi trong thế giới hải phương đông, cùng nhau đến chỗ Đức Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều hiện ra mười thứ thân Bồ Tát tướng mây, tùy để khắp hư không, nhưng hỗ tương chiếu nhau, hỗ tương vô ngại mà chẳng tán hoại, vĩnh viễn tồn tại ở trong hư không, khiến cho tất cả chúng sinh nhìn thấy rất rõ ràng. Lại hiện mười thứ mây, mười tất cả hoa sen báu quang minh, lại hiện mười thứ mây núi Tu Di báu, lại hiện mười thứ mây ánh sáng vòng mặt trời, lại hiện mười thứ mây hoa chuỗi báu, lại hiện mười thứ mây tất cả âm nhạc, lại hiện mười thứ mây cây vị hương, lại hiện mười thứ mây các sắc tướng hương bột hương đốt, lại hiện mười thứ mây tất cả hương. Lại hiện ra mười thứ mây giống như mưa xuống tất cả hoa sen báu, lại hiện ra mười thứ mây núi Tu Di, lại hiện ra mười thứ mây ánh sáng mặt trời, lại hiện ra mười thứ mây hoa chuỗi báu, lại hiện ra mười thứ mây tất cả âm nhạc, lại hiện ra mười thứ mây cây vị hương, lại hiện ra mười thứ mây các sắc tướng hương bột hương đốt, lại hiện ra mười thứ mây tất cả hương. Ở trên là các thứ mây do các Bồ Tát ở phương đông trong mười phương hiện ra. Bổn lai trên danh tướng mà nhìn thì ai ai cũng hiểu, chẳng cần phải giảng lại. Song quy cụ giảng kinh là khiến cho minh bạch cũng phải giảng lại. Giảng hay cũng phải giảng, giảng không hay cũng phải giảng. Trong mang hiểu hay không hiểu, giảng hay hay không thì người giảng kinh đều phải giảng. Chứ đừng nói đoạn kinh này các vị mọi người đều đã hiểu, chẳng cần phải giảng. Có người nói chẳng cần giảng, sao thầy lại phải giảng? Sao bạn lại biết mọi người đều hiểu hết? Nếu có một người không hiểu thì đó chẳng phải là nghe một lần kinh hồ đồ chăng? Tức là hết thảy mọi người đều minh bạch nghĩa kinh, giảng nhiều lần, nghe nhiều lần thì trong ruộng thức thứ 8 trồng nhiều hạt giống bồ đề cũng có lợi ích. Tại sao không giảng? Vì chính họ chẳng minh bạch cho nên giảng quá cầu thả. Đây là hành vi lừa dối người nghe kinh, chẳng mà người nghe hiểu hay không. Tông chỉ của tôi là biết bao nhiêu thì giảng bấy nhiêu. Tôi không biết thì tôi không giảng, tôi biết thì tôi giảng. Tôi chẳng nói, các vị mọi người đều minh bạch rồi, tôi chẳng cần giảng nữa. Tại sao tôi không giảng? Vì tôi cũng chẳng minh bạch cho nên tôi chẳng giảng. Hiện tại tôi phải chiếu cứ ý nghĩa, tôi phải giảng để giảng. Giảng kinh còn phải chiếu cứ đến trình độ của người nghe. Nếu văn hay ý đẹp dùng từ mỹ lệ, xong người nghe kinh nghe chẳng hiểu thì lại có ích gì? Phương pháp giảng kinh thì người trí thấy trí, người sâu thấy sâu, người cạn thấy cạn, lối nhìn khác nhau. Các bạn phải học Phật pháp, phải thật sự minh bạch đạo lý kinh Phật mới cho rằng thật sự minh bạch. Bằng không chẳng cần hiểu sâu hoặc hiểu biết một cách mơ hồ, chẳng biết mà cho là biết thì chẳng có ích gì. Hơn nữa, chủ trương giảng kinh của tôi kêu người đi thực hành. Nếu hiểu biết mà chẳng thực hành thì cũng như ăn bánh vẽ. Nói thức ăn mà chẳng ăn thì chẳng bao giờ no được. Nếu chẳng hiểu nhưng nỗ lực tu hành thì chắc chắn sẽ thành tựu, sẽ chứng được đạo quả. Do đó đừng học khẩu đầu thiền,
được học văn tự bát nhã, có thể học thuộc lòng mấy bộ kinh điển chú giải mà chẳng tu hành, thì chẳng phải là một vị pháp sư chân chánh mà là một vị pháp sư khẩu đầu thiền. Điểm này hy vọng các vị chú ý, đừng làm pháp sư khẩu đầu thiền, phải làm pháp sư đạo đức cao thượng. Có các thứ mây cúng dường như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, hướng về Đức Phật làm lễ dâng lên cúng dường. Giống như ở trên đã nói, có các thứ mây cúng dường, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Mỗi vị Bồ Tát hiện ra mây cúng dường, đều đầy khắp hư không, hỗ tường chẳng chướng ngại, lại chẳng tạp loạn, vĩnh viễn chẳng tan mất. Hiện ra đủ thứ mây cúng dường rồi, hết thảy Bồ Tát đều đi nhiễu bên phải ba vòng, hướng về Đức Phật đảnh lễ dâng lên cúng dường. Tại sao đủ thứ mây cúng dường như thế chẳng tan mất? Vì nhờ thần lực của chư Phật Bồ Tát gia trì. Nếu chẳng nhờ thần lực của chư Phật Bồ Tát gia trì thì sớm sẽ tán hoại. Song những thứ mây cúng dường đó dừng ở trong hư không chẳng bao giờ tán hoại. Chẳng những lúc đó là tình hình như vậy mà cho đến bây giờ cũng như thế. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm, cảnh giới kinh Hoa Nghiêm chẳng cách chi tưởng tượng được, cũng chẳng có cách chi giảng ra được. Vậy chẳng cách chi tưởng tượng được, chẳng cách chi nói được, thì chẳng tưởng tượng chẳng nói chăng? Chẳng phải vậy, chẳng cách chi tưởng tượng được cũng phải tưởng tượng, chẳng cách chi nói được cũng phải nói. Nói cái mà chẳng cách chi tưởng tượng, chẳng cách chi nói, tức cũng là nói cái không nói, giảng cái không giảng, không thể nói mà nói. Bất cứ kinh điển gì mà y chiếu pháp lý kinh đó tu hành thì là thật, chẳng y theo pháp tu hành thì là giả, chẳng có một bộ kinh nào là thật. Tại sao? Nếu là thật, tại sao chẳng thực hành, tại sao làm chẳng được? Hãy nghĩ xem, biết giảng kinh thuyết pháp nhưng chẳng tu hành, chẳng giữ giới thì chẳng có ích gì. Nếu như dụng công tu hành thì dù không biết giảng kinh cũng đạt được lợi ích, hà huống là tu hành đạt đến cảnh giới cao nhất thì tự nhiên sẽ biết giảng kinh thuyết pháp. Có người chẳng đồng ý lối nói này, cho rằng Tam Tạng 12 bộ kinh của Phật nói ra là thật, sao nói là giả? Song tuy nhiên kinh là thật, nếu chẳng có ai dùng nó, dù là thật lại có ích gì? Nếu dùng nó thì mới là thật. Ví như cơm, đó là thật, nhưng nếu chẳng ai ăn cơm thì cũng biến thành giả. Nếu ăn cơm thì có thể chữa được bệnh đói. Do đó tôi chủ trương thật thật tại tại tu hành. Biết nghĩa kinh thì y theo pháp tu hành. Vào đời nhà mình có vị thiền sư Long Khố. Ngài là một hòa thượng chẳng biết chữ, chẳng biết tu hành, chẳng biết tụng kinh. Một ngày nọ gặp một vị thiện tri thức chỉ thị pháp môn tu hành, tham câu niệm Phật là ai. Ngài bèn đến động núi tu hành mà được khai ngộ. Về sau đến Bắc Kinh làm lễ cầu siêu cho mẹ của ông vua được siêu độ thăng lên cõi trời. Ông vua rất hoan hỉ, tặng cho hiệu Khố Nhất Điều. Về sau mọi người gọi là Long Khố Thiền Sư. Vị Long Khố Thiền Sư này đã khai mở ngũ nhãn chứng lục thông. Khi ngài đến hoàng cung thì ông vua muốn thử ngài có phải thật là cao tăng không, bèn đào dưới đất chôn quyển kinh Kim Cang ở trước cửa hoàng cung. Khi ngài đi vào cửa thì ngài chắp tay cung kính mà chẳng bước vào cửa. Ông vua biết ngay ngài là bậc cao tăng, lại thử nghiệm định lực của ngài như thế nào, bèn sai hai người cung nữ tắm rửa cho ngài mà ngài chẳng động tâm. Một ngày nọ, hoàng đế và ngài cùng đến vườn ngự uyển để thưởng thức kỳ hoa dị thảo mà ngài chẳng hứng thú, chỉ có bảo tháp ở trong vườn là ngài hứng thú. Hoàng đế bèn dâng tặng cho ngài, ngài dùng thần thông bỏ vào trong tay áo đẳng vân mà đi. Câu chuyện này là nói sự tu hành hơn hết tất cả. Chúng ta có thể không bị cảnh giới làm lai truyền chăng? Nếu không thì phải mau tham câu niệm Phật là ai. Hòa thượng Hư Vân có nói là miệng niệm hay là tâm niệm. Nếu miệng niệm thì sao ngủ chẳng niệm, nếu tâm niệm tại sao chết chẳng niệm. Do đó mọi người cố gắng tham, đừng khởi vọng tưởng. Thần thông có hai thứ, một là thần thông khoa học, một là thần thông tự nhiên. Hiện nay máy vô tuyến điện là thần thông khoa học, 500 năm sau càng tiến bộ hơn, song không thể liễu sinh thoát tử. Loại thần thông máy truyền hình, máy nồi đạp, gia đa, tuy cũng biến hóa diệu dụng, nhưng đó là thần thông của con người làm, chứ chẳng phải thần thông tự nhiên. Thần thông mà chúng ta mong cầu là loại thần thông tự nhiên, chứ chẳng phải thần thông do con người làm. Cho nên đừng thưởng thức tiết mục trên truyền hình, vì nó hay khiến cho bạn sinh tâm thối chuyển.
Một khi bạn chứng được ngũ nhãn, thì sẽ nhìn thấy được hết thảy cảnh giới của 3.000 đại thiên thế giới hiện ra trước mắt rất rõ ràng, đó mới là thật hưởng thụ. Rồi ở phương Đông, đều hóa làm tòa sư tử, đủ thứ hoa quang minh tạng, mỗi vị Bồ Tát đều ngồi kiết già trên đó. Tất cả Bồ Tát bèn ở phương Đông, những vị Bồ Tát đó chẳng đến thế giới hoa tạng, Phật cũng chẳng đi đến phương Đông thế giới hải, song giống như đối diện với nhau, đều hóa làm tòa sư tử, đủ thứ hoa sen đại quang minh tạng, mỗi vị Bồ Tát đều ngồi kiết già trên tòa sư tử, hiện tướng tà muội, nghe Phật diễn nói kinh Hoa Nghiêm, diệu lý nhất chân pháp giới. Phía nam của thế giới hải hoa tạng trang nghiêm lại có thế giới hải tên là Nhất Thiết Bảo Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Tạng. Trong thế giới đó có cõi nước tên là Vô Biên Quang Viên Mãn Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Phổ Trí Quang Minh Đức Tu Di Vương. Trong biển đại chúng của Đức Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên là Phổ Chiếu Pháp Hải Huệ. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi của thế giới hải đều cùng nhau đến chỗ Đức Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều hiện ra 10 thứ mây tất cả trang nghiêm quang minh tạo ma ni vương để khắp hư không mà chẳng tan mất. Về phía nam của thế giới hải hòa tạng trang nghiêm, lại có một thế giới hải tên là Nhất Thiết Bảo Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Tạng. Trong thế giới đó, lại có cõi nước tên là Vô Biên Quang Viên Mãn Trang Nghiêm. Trong cõi nước đó có một vị Phật hiệu là Phổ Trí Quang Minh Đức Tu Di Vương. Trong biển đại chúng của Đức Phật đó có một vị Đại Bồ Tát tên là Phổ Chiếu Pháp Hải Huệ. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi của thế giới hải đều cùng nhau đến Bồ Đề Đạo Tràng. Mỗi vị Bồ Tát ai nấy đều hiện ra 10 thứ mây, đầy đủ các thứ trang nghiêm quang minh tạng ma ni vương, tùy đầy khắp hư không, nhưng chẳng chướng ngại nhau, luôn luôn tồn tại mà chẳng tan mất, khiến cho tất cả chúng sinh nhìn thấy được rõ ràng. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương, mưa xuống tất cả đồ châu báu trang nghiêm, chiếu sáng khắp. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương bảo diễm, rực rỡ, tán dương danh hiệu của Phật. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương nói tất cả Phật Pháp. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương các cây vì diệu trang nghiêm đạo tràng. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương quang minh bóng chiếu khắp, hiện các hóa Phật. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương khắp hiện tất cả đạo tràng trang nghiêm. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương mật diễm đăng nói hết cảnh giới của chư Phật. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương cung điện cõi Phật không thể nghĩ bàn. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương khắp hiện thân Phật ba đời. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương giống như mưa xuống tất cả đồ châu báu trang nghiêm chiếu sáng khắp. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương báo diễm ánh sáng rất rực rỡ tán dương danh hiệu của Phật. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương diễn nói tất cả diệu nghĩa Phật Pháp. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương các cây bồ đề vi diệu để trang nghiêm đạo tràng. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương quang minh báu chiếu khắp pháp giới, hiện ra các hóa Phật. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương khắp hiện ra tất cả đạo tràng trang nghiêm. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương trong quang minh mật diễm đăng diễn nói cảnh giới của chư Phật. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương cung điện cõi Phật không thể nghĩ bàn. Lại hiện ra 10 thứ mây ma ni vương khắp hiện ra thân Phật 10 phương ba đời. Các mây ma ni vương như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư không mà chẳng tán loạn. Hiện ra các thứ mây đó rồi, các vị Bồ Tát đều hướng về Đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường rồi ở phương Nam, đều hóa làm tòa sư tử đế thanh bảo diêm phù đàn kim liên hoa tạng, bèn ngồi kiết già trên tòa đó. Giống như ở trước đã nói, có các thứ mây ma ni vương, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư không mà chẳng tán hoại, luôn luôn tồn tại ở trong hư không. Sau khi hiện ra đủ thứ mây ma ni vương rồi, những vị Bồ Tát đó nhiễu bên phải Đức Phật ba vòng, hướng về Đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường Đức Phật, rồi ở tại phương Nam, ai nấy đều hóa hiện ra tòa sư tử đế thanh bảo, châu ma ni màu xanh quý nhất của trời đế thích, diêm phù đàn, kim liên hòa tạng, mỗi vị Bồ Tát đều ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tàm muội nghe Phật Tỳ Lô Giá Na diễn nói diệu pháp. Phía tây của thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, lại có thế giới hải tên là Khả Ái Lạc Bảo Quang Minh. Trong thế giới đó có cõi nước tên là Xuất Sinh Thượng Diệu Từ Thần Cụ, Đức Phật hiệu là Hương Diễm Công Đức Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đại chúng của Đức Như Lai đó có Đại Bồ Tát tên là Nguyệt Quang Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Với các Bồ Tát,
Nếu như số hạt bụi thế giới hài đều cùng nhau đến chỗ Đức Phật, đều hiện ra 10 thứ mây lầu các, tất cả hương báu và các hoa quý, đầy khắp trong hư không mà chẳng tan mất. Ở hướng Tây của thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, lại có một thế giới hải tên là Khả Ái Lạc Bảo Quang Minh. Ở trong thế giới đó, lại có một cõi nước tên là Xuất Sinh Thượng Diệu Tư Nhân Cụ.